Bây giờ đến gì nhỉ? Đến túi. Nào, các bạn thấy túi nào? Túi ta có thông số nào? Túi ở cầu mông này. Ta có đây, thông số đây rồi, dễ rồi. Dài là 13,5 thì từ đây xuống đây là 13,5. Đấy, được chưa, nhọn này. Rộng 13,5 à, vậy là túi này còn như vuông ấy. Nhưng mà cái cạnh này, cái nhọn bên dưới, cạnh dưới của nó chỉ có 11. Thế vậy là giảm đi phần dưới đúng không? 13 nhân 13 đã, là ta làm từng cái. 13,5 và 13,5. Xong. Ở dưới, cạnh dưới nó cho chỉ có bao nhiêu thôi. Nào, các bạn để ý nào. Nhìn hình ảnh nào. 13,5. À, cạnh này từ đây đến đây là 11,5, có nghĩa là từ đây đến đây là 2 phân. Ta đây từ đây là 13,5 mà. Thì cạnh này còn có 11,5, vậy là cóp lên 2 phân. Nào. Cóp lên 2 phân. 2 phân, ok. Ta cho kênh sợi thẳng lên này. Ok. Tiếp tục cạnh ở giữa này có bao nhiêu? 11,5. Nào, nhớ nhá. Ta cho có 11,5 này, 11,5 à 11. 11 và đây là 13,5 mà 2 phân rưỡi. Nào, 2 phân rưỡi. 11,5, 2 phân rưỡi ta lấy vào đi, mỗi cạnh bao nhiêu? Mỗi cạnh là 1,25. Ok. 1,25. Chết. Xong, và chia đôi ở dưới ta. 0,5. Vậy ta đã có cái thứ gì? D. Xong chưa? Ta dùng B. Vậy là ta đã xong. Đây là xong cái túi. Bây giờ ta xác định vị trí túi trên đây để ta dán. Đấy, ta phải có vị trí dán ở trên đây. Dán ở thân sau thì các bạn nhìn nào. Ở thân sau thì bao giờ cái phía gì? Phía đúng này nó cũng dài hơn. Nhìn chưa? Cạnh này bao giờ nó cũng dài hơn ở cạnh gì? Ở bên phía dọc. Và nó chênh lệch nhau khoảng 2 phân. Nào, 2 phân. Và các bạn nhớ. Đây bạn ghép lại cho tôi. Quắc vào giữa cho tôi nào. Ok, 1. Quắc tiếp vào đây tiếp. Ok. Và cạnh này các bạn lấy cho tôi. Có cái cạnh này này. Cạnh từ cái chân cạp xuống. Bình thường các bạn ngày xưa học từ miệng túi hậu ấy, từ dưới chân cạp này xuống là khoảng 6 phân, 6 phân rưỡi là đến miệng túi. Đúng không? Thế nhưng quần jean thì khi cái túi ốp thì bao giờ nó hơi sâu xuống một chút. Thì các bạn sẽ lấy cho tôi từ cái cạnh chân cạp xuống này, từ trên này, từ trên đỉnh chân cạp này xuống khoảng 12 đến 12,5 nhất này. Đấy. Đấy, tôi cóp xuống 12. Cái này là chuẩn nhất. 12 và tôi sẽ lấy thêm một phân độ chéo nữa. Nó cho tôi chéo một phân. Trừ 13.1 đi, vì nó đang lệch phân. Đấy, đến đây thôi, nó đang đến đây đi. À, đây đến đây xong. Đây các bạn nhìn này. Cạnh gì đây xuống đây này. Một đoạn, còn đoạn này gần như chạm vào cái đoạn này đúng không? Tiếp tục. Xong một đường. Tiếp tục bây giờ tôi đo gì? Đây, tiếp. Chỗ này xem đủ 12 không? Tầm này, đoạn này đi. 13 mất rồi. Vậy tôi phải lấy vách lên đúng không? Chỉ 12 thôi. Đây, đến đây 12 thôi. Thế vậy là các bạn phải xác định được điểm từ đây tôi xuống. Cho xuống này, 12. Trừ 12, ok. Đó. Thế chỗ đoạn này là 10, 13 dư một phân. Ok. Vậy giờ tôi mới gì? D.
đấy, có nghĩa là thằng này chênh nhau có một phân đúng không, một phân thì có vẻ hơi ít, tôi có thể gì đẩy thằng này lên này cho là 11 phân rưỡi thôi, m này lên 5 ly nữa. Ok, 0.5 đấy, cho 11 rưỡi và tôi cho thằng này sâu xuống 5 ly nữa cho nó chéo hẳn đi, vậy là 13.5 đấy. Ok xong, ship trừ đấy, chúng ta vừa làm vừa phải kiểm tra xem nó cân đối không, cân đối ta phải xử lý chưa, kéo dài ra này. Ok xong, ta cắt xong, bây giờ ta gì chia đôi cái ra, họ chia đôi 0.5 lấy về phía dọc. Nào, để kiểm tra này, ở đây nó cho cái này gần như là gần, gần sát đúng không, cái này là gần sát, sát của chúng ta đang hơi hơi xa đúng không, thì có thể là các bạn gì nâng lên tiết 5 ly nữa đi. Đấy, ta bám theo theo về cơ bản là chúng ta làm thế, nhưng mà đây chúng ta phải bám sát theo hình ảnh lên. Ok 5 ly được rồi, chia đôi 0.5 và lấy lệch về phía dọc 0.5 0.7. Ok vậy ta đã xong túi, giờ ta gì cho trừ sắp thẳng để cho cái gì túi này vào đây, M này, walk ta dùng DJI internal, convert internal xong, ta sắp thẳng nào, trừ đấy xong, túi như này là ok rồi đấy. Đấy, chứ nó không thể song song này mới ấy được đúng không, được này được, vậy là ta xong, đây là túi. Bây giờ còn chi tiết nào nữa không, túi rồi tạm rồi, rồi còn moi à, thân trước có moi thôi à, thân trước ta làm moi, moi đâu, moi dài bao nhiêu nào, thông số nó cho moi 9 nhân 2.5 chưa, đây túi vừa ta xử lý xong rồi. Ok xong rồi 9 là 9, ok 9 đây, chín này 2.5 ok trừ, ok ta dùng D, ta vẽ này D giữ ship thôi, ta vẽ cong lên xong, ăn sắt chừng này cắt đi, vậy ta đã có gì đường giữa moi, nhưng đáp moi thì bao giờ rộng hơn đường giữa moi một phân, xong chưa, thế vậy ta lấy xuống một phân nữa đây, từ đây xuống đây phân xong, p ta hơi chéo đây một tí. Căn chân B, ship trừ, xong,
Tiếp tục ship trừ. Vậy là ta xong cái đáp. Nhớ nha, cái đáp này thì mình lật ngược lại nhé. Lật ngược lại thì mặt phải ở đây mà. Ta copy thêm một cái nữa ra ngoài. Và ta mở đôi bên ngắn thì chính là đáp khóa hay là đỡ khóa đấy. Xong chưa? Xong. Đây là moi. Bây giờ ta thiết kế nót túi gì? Nót túi, nó có thông số nót túi này. Dài nót túi sau. À đâu? Dài nót túi trước. Túi trước là 20 các bạn ấy này, nót túi trước là 20. À, nót túi trước 20 tôi lấy từ đằng này. Trừ 20 đi. Đấy. Nằm bên đây thôi, nó chỉ có dài đến đây thôi. 20 ở đâu, 20 từ đây chứ. 20 từ cạnh này. Nó không cho rộng à? Các bạn ấy nào, ta xem rộng túi, nót túi nó có cho rộng không? Rộng túi sau, nót túi sau. Không có. Rộng nót túi trước. Thế vậy gì? Không có nót túi thì ta làm nào? Ta làm luôn từ đường moi này, ta sẽ may luôn vào cái moi này. Quay đây luôn. Giống như quần âu vừa trước ấy, nào. Lấy từ đây gì? Vậy là tôi sẽ lấy từ đây xuống 20 đi. Trừ 20. Ok. Xong thôi gì? D này, tôi sẽ vẽ đây này. Nối luôn vào đây. Ok. Trong này thôi, quần jean thì nó túi nó ngắn thôi, nó không như quần âu nữa nhá. Xong rồi tôi thăng thể thì nối tí D. Thắng ở đây. D giữ ship. Ta lượn lên này. Sao cho cách đoạn này khoảng phân rưỡi. Ok, M. Đấy, cho thoải thoải thôi. Xong, đây. Để ta làm cái nót túi, ok. Đấy, nó cho thông số rộng dài nó có 20 thôi, ok. 20 ở đây, ta thể lấy từ đây. Có thể hiểu rằng từ đây được, vì nó cho chúng ta là từ 20 từ đây xuống đây, hay là từ đây xuống đây. Vậy tôi thử đây xuống đây xem nào, trừ 20 xem đến đâu nào. À, đây ok, thì từ đây thì hợp lý hơn. Vì nằm này thì nó hơi lông đúng không? 20, vậy là chúng ta sẽ lấy từ đây 20 từ cạnh này. 20 từ cạnh này xuống đây 20 đi. Nó không cho chúng ta cụ thể thì ta cứ làm đã. Còn sau khi may mẫu lên rồi, khách hàng comment nó có vấn đề gì thì ta sẽ gì? Sẽ chỉnh sửa theo. Tại vì chúng ta làm mẫu phát triển thì không thể một phát ăn ngay được đâu. Đôi khi phải nhận men mới ra được cái sản phẩm theo ý của họ được. Đấy, 20 ok. Xong. Vậy ta đã có gì? Nót túi. Theo tài liệu nó cho lực lơ này, nó chỉ ghi là dài nót túi trước 20, đúng không? Xong. Mông ta xử lý rồi, vòng mông, vòng đùi rồi. Vòng gối. Vòng gấu. À, đúng trước rồi. Đúng sau rồi, vòng gấu. Vậy ta xử lý hết thông số rồi. Đúng chưa? Vậy là chúng ta đã xong.